Chào mọi người, mình là chị Vũ Lượng, đang là giảng viên chuyên nghiệp. Đối với hoạt động thể thao thì không thể nào tránh khỏi chấn thương, thì giảng viên chuyên nghiệp hay giảng viên phong trào. Nhưng bản thân anh thì anh gặp khá nhiều chấn thương. Ví dụ như tập luyện các bài căng bị căng cơ, hoặc là do tập luyện quá tải, hoặc là do chạy các trên cung đường nó ngoằn nghèo, chúng có thể dẫn đến chấn thương. Trước đây thì anh hay bị căng cơ và đau mảng xương và đau cổ chân, anh bị về chấn thương nhiều nhất. Đối với anh thì chấn thương nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái bài tập của anh và nó ảnh hưởng đến cả thi đấu lẫn tinh thần, vì khi mà mình chấn thương thì mình đi lại hoặc là cái tâm lý của mình chấn thương thì mình rất là bị stress, thế là nó ảnh hưởng khá nhiều. Mình biết đến SCG qua một số người bạn và biết đến phòng khám khá là về máy móc khá là hiện đại. Nên là mình hiện tại đang tập cho cái giải vô địch quốc gia, nên là cái cường độ tập luyện khá là căng. Nên mình muốn qua đây để điều trị và hồi phục, chuẩn bị tốt hơn cho cái giải đấu này. Theo cảm nhận của anh thì anh cảm thấy nó rất là hiệu quả luôn. Khi mà bác sĩ xoa bóp hoặc là điều trị bằng các máy móc. Bình thường như bọn anh thì chỉ có tự massage cho nhau thôi, hoặc là tự căng cơ, tự bản thân mình căng cơ hoặc là thả lỏng với nhau thôi. Chứ còn nó cũng chưa được tiếp cận đến các máy móc hiện đại như bên SCM của mình. Mình thấy rất là hài lòng và mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và đến điều trị. Tại vì khi mà mình điều trị thì bác sĩ điều trị cho mình thì mình cảm nhận được luôn và cảm thấy nó rất là thoải mái và nó hồi phục khá là nhanh so với cái phương pháp trước đây mình đã làm. Cảm ơn phòng khám SCCare đã mang lại cho mình một cái trải nghiệm tốt và một cái sức khỏe tốt để mình chuẩn bị cho các giải đấu của quốc gia cũng như các giải phong trào sắp tới.